Một lần nữa thì cũng xin nghiêm túc nhận cái trách nhiệm vì đã để xảy ra cái ổ dịch lần này, cũng mong các đồng chí thông cảm vì thị xã Long Mỹ đã không hoàn thành cái nhiệm vụ mà đồng chí tỉnh ủy đã quyết tâm. Bài học của Long Mỹ không có một gì mới. Phải nói là bài học đó là bài học mà thường xuyên trong các cuộc họp. Đồng chí chỉ huy trưởng cũng nhắc, và tôi thấy cái thông báo mùng 10 tháng 9 vừa rồi không có cái từ gì mới trong các cái bài học vừa rồi. Dở lại 10 cái điểm nội dung trong thông báo vừa rồi, từ nhận định cho đến 10 cái chỉ đạo, không có gì mới ngoài đấy cả. Không làm, thì làm gì mà nó không mới. Lại còn bài học sâu sắc đi nữa, có học đâu mà sâu sắc. Tôi nói là đây là tôi nói là tức là một cái bộ phận nhỏ gây hậu quả rất lớn đấy này. Rất lớn đấy này. Toàn tỉnh chúng ta bắt đầu chuyển sang trạng thái khác. Thế nên tôi đề nghị như thế nha, chứ không phải là xin lỗi trước lãnh đạo. Nếu mà là như vậy, tôi cũng phải xin lỗi dân. Chỉ đạo không hết phải nói xin lỗi, đâu phải xin lỗi lãnh đạo. Lãnh đạo có cái không gỡ gì được cái lỗi đấy cả.